nhà hiên thì sắp tới 8 tháng 3 rồi. Thì mình sẽ có rất là nhiều bạn muốn gọi là tự tay mình cắm một cái giỏ hoa để tặng cho mẹ, hoặc tặng cho thầy cô, tặng cho cô của mình, hoặc là tặng cho sếp nữ, hoặc là các bạn sinh viên cũng muốn đi bán hoa để kiếm thêm, đúng không? Thì hôm nay Yến sẽ chỉ cho mình một cái mẫu hoa rất là đơn giản, kết hợp giữa hoa hướng dương với là hoa hồng màu da ha. Và là hoa đệm thì Yến sử dụng là hoa thảo trắng. Rồi vậy thì cách làm cái bình liền như thế nào ha? Thì đầu tiên thì Yến có một cái hộp xốp như thế này. Yến đã cuộn cái dây ni lông đây cho nó không có bị chạy ha. Rồi thì cái mẫu này thì mình sẽ cắm vòng tròn. Đầu tiên là mình sẽ che xốp trước. Đây là sơn tùng ha. Rồi bây giờ em sẽ cắm hướng dương trước. Sẽ lựa một cái cây nó thẳng. Với cái mẫu này thì cả nhà mình có thể dễ dàng áp dụng cho cái mùa 8 tháng 3 sắp tới ha. Nó rất là dễ làm và nó rất là nhẹ nhàng và dễ thương. Rồi bây giờ em sẽ để đặt thảo ha.
vừa để thanh thảo mình vừa chèn thêm một ít đuôi chồn. Thì đuôi chồn là một cái loại lá mà cũng được xếp vô cái hàng gọi là cao cấp, cho nên là nhìn cái vỏ hoa của mình nó nhìn nó khá là tây ha. Rồi thì Yến đã hoàn tất xong một cái bình hoa để mà mình cắm cho ngày 8 tháng 3 sắp tới ha. Yến sẽ nhắc lại những nguyên liệu của Yến gồm có là hoa hướng dương nè, hoa hồng màu da nè, hoa thạch thảo trắng nè, lá đệm thì Yến sử dụng là lá dương xị pháp, đuôi chồn và sơn tùng hen. Đó, và Yến điểm thêm một ít lá chanh. Thì nhìn cái bình hoa của mình nó rất là gọi là sang trọng hen. Rồi thì chúc cả nhà sẽ thành công những cái bình hoa này. Nếu cả nhà thích thì nhấn like, share ủng hộ Yến nha. Hẹn là cả nhà trong những video tiếp theo. Rồi, một cái này nữa hen. Là mình sẽ có thể viết một cái lời chúc bé bé xinh xinh đó, dành cho những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình hiên.